Buồn vì lấy chồng giàu. Ngày hôm qua, nữ diễn viên ca sĩ Lung Linh Lãnh đã lên xe hoa về nhà chồng trong sự nối tiếc của biết bao nhiêu là fan hâm mộ khi mới 19 tuổi. Anh yêu em Lãnh ơi, sao em đỡ vội lấy chồng với hả Lãnh? Xin chào, chúc mừng cô đã tìm được lang quân như ý. Có gì mà như ý chứ? Sao cô lại nói thế? Có điều gì khiến cô không hài lòng? Ấy, đang ngày vui, sao cô lại khóc thế? Lấy được chồng đại gia mà lại buồn thế à? Đại gia gì chứ? Thì chính cô đã tuyên bố lấy chồng đại gia trong số báo trước rồi mà. Phải, nhưng chính tôi cũng nhầm. Nghĩa là sao? Thì ngày trước đi chơi, thấy ổng lúc nào cũng mang kè kè cái cặp bên trong toàn là phong bì. Tôi cứ tưởng ổng làm cái gì bự lắm, có phong bì lót tay. Ai dè? Ai dè sao? Ai dè, ổng làm bu tá, chứ đại gia gì đâu. Hả? Mới đây, trung tâm tư vấn vật nuôi Lắng Lô đã được khai trương tại đường Lắc Lai, thu hút rất đông đảo khách hàng đưa vật nuôi tới khám. Dạ, xin mời khách hàng tiếp theo. Chào tiến sĩ. Ồ, lại là anh à, con vẹt của anh thế nào rồi? Con chim của tôi nó chết rồi. Hả? Sao lại thế? Mấy ngày trước nó cứ ủ rũ và không chịu nói gì. Tôi biết. Thế anh có làm theo lời tư vấn của tôi không? Có chứ. Tôi đã mua một chiếc lồng mới và treo lúc lắc trước cửa lồng của nó cho vui nhộn. Nhưng nó vẫn ủ rũ, rồi hôm nay thì ra đi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Có lẽ nó mắc phải một căn bệnh nan y nào rồi. Thì trước khi chết, nó có biểu hiện gì không? Không, nhưng có nói một câu. Thì nó nói sao? Nó nói, chẳng lẽ cả thành phố lớn này không ai bán thức ăn cho vẹt hay sao mà để người chết đói thế này? Trời! Từ lâu, trung tâm tư vấn hôn nhân và gia đình đã là người bạn vô cùng thân thiết đối với chị em phụ nữ. Thưa bác sĩ có thể tư vấn tất cả các lĩnh vực không ạ? Tất nhiên, cô hãy tin tưởng ở tôi. Oh yeah, tuyệt quá. Thưa bác sĩ, em bị mắc chứng bất lực rất nặng ạ. Cái gì? Bất lực? Khẽ thôi. Vậy cô thấy triệu chứng như thế nào? Dạ, em không thể từ chối bất cứ lời tán tỉnh nào của bọn con trai ạ. Dạ. Mới đây, Hiệp hội Gia đình Liên Hợp Phố đã trao tặng giải thưởng Người Chồng Cuối Năm cho anh Cù A Chính ở ngã ba đẻ ra. Và lý do anh ta đạt được giải là... Sao trên đời lại có người chồng như anh chứ? Chẳng biết giúp đỡ vợ việc gì ngoài đọc báo, xem phim, nhậu nhẹt hết à? Anh làm vậy là giúp em đấy chứ. Hả? Giúp em? Thì nhé, anh đọc báo, xem phim thì mới có tin tức thời sự kể cho em nghe. Biết shop thời trang mỹ phẩm nào giảm giá khuyến mãi để báo cho em biết. Ngụy biện, thế còn đi nhậu, anh đi nhậu để làm gì cho em? À, đi nhậu à, thì... Thì sao? Thì anh đi nhậu để luôn thấy em quyến rũ và dịu dàng chứ sao? Ôi trời ơi! Đây là khung cảnh buổi giao lưu với anh Du Văn Lý, người vừa tham dự Đại hội Thanh niên Thế giới ở Manico về. Được biết là anh vừa tham dự Đại hội Thanh niên tiêu biểu Thế giới diễn ra tại Manico. Xin anh cho biết cảm nghĩ của mình ạ. Tôi rất vinh dự và tự hào khi được góp mặt tại đại hội mang tầm cỡ vĩ mô như thế. Đại hội chỉ cho phép dùng tiếng bản địa là tiếng Manico. Vậy cho hỏi anh có bị lúng túng với ngôn ngữ của mình không? Ồ, không hề. Tôi là ai chứ? Thanh niên tiêu biểu cơ mà.
sao lại có thể lúng túng vì chuyện cõng con vậy được? Ngưỡng mộ quá, giỏi quá. Thế thì vốn ngoại ngữ của anh phải rất cao siêu. Tất nhiên rồi, tôi thì không hề, nhưng mà tất cả bọn họ thì lúng túng lắm. Alonso, Pikachu, Molotov, no. Molotov, họ có vẻ chả nói được như tôi. Thưa quý vị và các bạn, trước mặt tôi đây là vợ chồng anh Lê Tân, những người vừa được ủy ban phố Cám Xám trao thưởng vì đạt giải gia đình yên ấm nhất phố. Xin anh có thể chia sẻ bí quyết tổ chức đời sống gia đình của mình được không? À, cũng đơn giản thôi mà. Trong gia đình, vợ và chồng phải rạch ròi mọi công việc. Tức là sao ạ? Tức là vợ thì phải ra vợ, chồng thì phải ra chồng. Ai làm việc người nấy, không bao giờ được vi phạm quy tắc đó. Ồ, đúng là một cuộc sống bình đẳng. Anh chị phân chia nhau thế nào? Tôi sẽ làm những việc lớn, còn cô ấy làm những việc nhỏ thôi. Thật vậy ư? Thực tế thì các cặp vợ chồng khác khó được như vậy, mà đa phần là sợ vợ. Anh quá thật là đáng nể đấy. Đã sợ vợ thì làm sao có thể là một người đàn ông, làm sao có một gia đình yên ấm. Làm đàn ông nhất định chỉ làm những việc lớn, chuyện vặt vãnh không được ngó tay vào. Anh chị trông thật hạnh phúc, tôi có thể hỏi thêm một câu nữa không? Thế trong nhà, ai là người phân định việc lớn việc nhỏ ạ? Chuyện vặt ấy à? Tất nhiên phải là tôi rồi. Sáng qua, nhà tù Lô Cốt Thép đã tiếp nhận một tù nhân với tội danh vô cùng đặc biệt. Đừng buồn nữa, rồi dần dần sẽ quen thôi ông ạ. Cảm ơn ông. Thế tại sao ông phải vào đây? Tôi bỏ vợ. Thế thôi sao? Dạ, mà tất cả cũng vì theo mong muốn của bà ấy. Trời ơi, hôm qua tại sao ông lại về muộn thế hả? Đi với con nào, con nào? Bà vừa phải thôi, tôi chán lắm rồi. Từ nay tôi không cần vợ nữa, thà sống một mình cho khỏe thân. Ông muốn bỏ vợ chứ gì? Bỏ đi này. Thế bỏ vợ xong, rồi sao ông lại phải vào đây? Thì đó, tôi nhỡ tay bỏ vợ từ tầng 2 xuống. Trời đất ơi! Mới gần đây, sa mạc Sahara đã trở thành điểm đến thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Theo như truyền thuyết, ở đây có tảng đá Lani, nổi tiếng là linh thiêng. Thưa quý vị, theo như truyền thuyết, bất kỳ ai khi thành kính hôn lên tảng đá thiêng này, người đó sẽ gặp may mắn trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng thật không may cho quý vị, hôm nay là ngày người ta đang lau chùi và đánh bóng lại tảng đá nên không được chạm tới nó. Có lẽ chúng ta nên trở lại vào ngày mai. Chúng tôi không thể quay lại được, còn phải đi nhiều điểm khác nữa chứ. Thời gian đâu mà chờ đợi. Thật là mất công quá, vừa cả nghìn cây số đến đây. Nhưng tôi sẽ nói riêng cho cô một bí mật. Tương truyền khi hôn một người đã từng chạm vào tảng đá và phải hôn vào đúng bộ phận đó, ta vẫn có may mắn tương tự. Nhưng ở cái sa mạc này, tìm đâu ra người nào sống gần đây? Cô tìm đâu xa, tôi chẳng hạn. Anh đã từng hôn tảng đá rồi ư? Tất nhiên rồi thưa cô, và tôi rất sẵn lòng. Ba ơi, anh ấy đã từng hôn lên tảng đá rồi này, chỉ cần hôn anh ta là sẽ được toại nguyện. Ồ, tốt quá, tốt quá. Ôi, không, không. Mới đây, trong một lần uống trà, phóng viên xã Xì Chét chúng tôi đã thu thập được một thông tin cực kỳ thú vị. Vô. Này, theo như nghiên cứu mới của tôi á, thì tên gọi của vợ cũng dần dà được tiến hóa theo thời gian. Tên của vợ thì vẫn là vợ, còn mụ ấy, mẹ nó, bù nó, bao đời nay thì vẫn gọi thế đó mà, tiến hóa ở đâu ra? Ừ, phải đó. Này nhé, 1000 năm trước, theo các ông, vợ được gọi là gì? Giống như người trong truyện kiếm hiệp ấy, nương tử đúng không? Thế 500 năm trước, vợ được gọi là gì? Câu này để tôi, thê tử chứ gì? Thế hiện tại, các ông gọi vợ ở nhà là gì? Sư tử, sư tử. Đó, trong tương lai,
tôi tầm là người ta sẽ gọi vợ là bom nguyên tử. Thế chả là tiến hóa là gì? Trời đất ơi, hay à, phát kiến của anh thiệt là vĩ đại đó kìa. Lân ly nào, vô, vô, vô. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.